Bộ Tham mưu Quân khu 7, cơ quan trung tâm chỉ huy, hiệp đồng của lực lượng vũ trang quân khu, có vị trí quan trọng hàng đầu trong việc giúp Bộ Tư lệnh Quân khu nắm địch, nắm ta chính xác, tổ chức huấn luyện sát với yêu cầu chiến đấu. Là cơ quan chuẩn bị chiến trường, nghiên cứu, đề xuất và lập các phương án kế hoạch tác chiến, chiến dịch, bảo đảm chỉ huy thông suốt, nhanh chóng, bí mật, bất ngờ. Cơ quan đề xuất kế hoạch bảo đảm hậu cần kỹ thuật cả trong tác chiến chính quy và tác chiến du kích, cả trong huấn luyện, chiến đấu, cũng như xây dựng thời bình. Sinh ra trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc nuôi dưỡng của nhân dân, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Bộ Tham mưu Quân khu 7 không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, luôn hoàn thành trọng trách mà Tổ quốc và nhân dân giao phó, xây đắp nên truyền thống, mưu trí sáng tạo, hiệp đồng chặt chẽ, chính xác kịp thời, đoàn kết quyết thắng. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được thành lập. Chính quyền cách mạng non trẻ phải giải quyết nhiều vấn đề cấp bách của đất nước, đặc biệt là tìm đối sách chiến lược để đối phó với thù trong giặc ngoài. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng tổ chức quân sự, phát triển lực lượng vũ trang trong cả nước được đặt ra hết sức cấp thiết. Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến lực lượng vũ trang ở Nam Bộ. Cuối năm 1945, Hồ Chủ tịch cử vào Nam Bộ hai phái viên quân sự là đồng chí Nguyễn Bình và đồng chí Hoàng Đình Dông. Ngày 20 tháng 11 năm 1945, lấy danh nghĩa phái viên Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Bình triệu tập hội nghị quân sự đầu tiên ở Nam Bộ tại An Phú, xã Gia Định, thống nhất các lực lượng vũ trang lấy tên là Giải phóng quân. Bộ Tổng Tư lệnh có văn phòng và võ phòng là các cơ quan giúp việc. Nhiệm vụ ban đầu của võ phòng là huấn luyện bắn súng, tập đội ngũ cho trung đội bảo vệ căn cứ tổng hành dinh. Ngày 10 tháng 12 năm 1945, Chiến khu 7 được thành lập, thi hành nghị quyết của Hội nghị xứ ủy mở rộng. Đồng chí Nguyễn Bình thông báo bãi bỏ chức Tổng Tư lệnh Giải phóng quân Nam Bộ, đổi Tổng Hành dinh thành khu bộ. Khu bộ vẫn duy trì văn phòng và võ phòng, khu trưởng Nguyễn Bình trực tiếp phụ trách công tác tham mưu. Như vậy, từ sau khi thống nhất các lực lượng vũ trang Nam Bộ, mặc dù tổ chức biên chế chưa ổn định, nhiệm vụ chưa đầy đủ, bao quát, nhưng có thể khẳng định, võ phòng chính là đơn vị tiền thân, là cơ quan đặt những viên gạch đầu tiên của ngành tham mưu quân khu 7. Ngày 20 tháng 2 năm 1946, tại Lạc An, huyện Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa, Bộ Tư lệnh khu 7 mở hội nghị đặc biệt về tổ chức cơ quan và chương trình hành động. Khu trưởng Nguyễn Bình công bố quyết định thành lập phòng tham mưu. Việc phòng tham mưu ra đời là một tất yếu khách quan trước yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, là cơ sở để thống nhất chỉ huy, thống nhất lực lượng và thống nhất biên chế. Ngày 20 tháng 2 trở thành ngày truyền thống của các thế hệ cán bộ chiến sĩ ngành tham mưu quân khu 7. Ra đời ngay từ những ngày đầu thống nhất lực lượng vũ trang Nam Bộ, tuy nhiên cho đến trước ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, cơ quan tham mưu khu 7 vẫn chỉ mang tính chất hình thức, gồm những bộ phận sự vụ giúp chỉ huy, thậm chí chưa có cơ chế đảng lãnh đạo và kế hoạch công tác chính trị. Đây được coi là thời kỳ thứ nhất, thời kỳ định hình tổ chức cơ quan tham mưu. Mặc dù vậy, ngành tham mưu cũng đã giúp khu bộ nhiều mặt công tác quan trọng như thông tin liên lạc, tổ chức huấn luyện cấp đại đội, tổ chức trường quân chính lưu động. Trên chiến trường miền Đông Nam Bộ, đến cuối năm 1946 đã hình thành lực lượng vũ trang 3 cấp: bộ đội khu tỉnh, du kích tập trung huyện và dân quân du kích làng ấp. Ngày 30 tháng 12 năm 1946,
tại chiến khu Đông Thành. Khu trưởng Nguyễn Bình triệu tập hội nghị bàn và quyết định chấn chỉnh phòng tham mưu khu 7. Đồng chí Huỳnh Kim Trương được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng quân khu. Từ đây, các ngành lần lượt được tổ chức dưới hình thức các ban tổ, bao gồm văn phòng, ban tác chiến, ban quân huấn, ban nhân sự, tổ tình báo, ban y tế, ban quân nhu, ban công binh, ban giao liên, tổ đồ bản. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng đồng chí Huỳnh Kim Trương, nguyên tham mưu trưởng đầu tiên của quân khu 7, vẫn còn nhớ rất rõ về những ngày đầu bộ tham mưu thành lập. Do tôi về đó, về khu 7, tôi tổ chức lực lượng liên quân, nó gồm có bộ đội, thứ hai là công an, cái thứ ba là du kích địa phương. Do đó ba tướng quân này hoạt động hay lắm. Do đó họ chuẩn bị chiến trường, nếu gặp cái trận nào hay, ông gửi thơ cho tôi đeo quân về đánh, thì đánh nhiều trận hay lắm. Tháng 7 năm 1947, phòng tham mưu tiếp tục được chấn chỉnh kiện toàn tổ chức. Đây là thời kỳ thứ hai. Thời kỳ này, phòng tham mưu được bổ sung nhiều trí thức cán bộ chuyên môn, nhân sĩ ở hải ngoại. Các ban tổ chuyên môn được củng cố tăng cường. Giai đoạn từ năm 1947 đến năm 1949, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trên chiến trường Nam Bộ là đánh bại âm mưu bình định của địch, áp dụng rộng rãi chiến thuật du kích, thực hiện chính sách quân sự chính trị thống nhất. Để trường kỳ kháng chiến, chiến trường Nam Bộ phải gấp rút phát triển phong trào dân quân, tăng cường lực lượng vệ quốc đoàn, củng cố các khu căn cứ, phát huy sức mạnh của chiến tranh nhân dân. Lực lượng vũ trang khu 7 giai đoạn này đã có nhiều trận đánh xuất sắc như đánh bại các cuộc hành quân lớn của Pháp ở Nam Bộ, trận giao thông chiến La Ngà làm chấn động dư luận Đông Dương và chính trường Pháp, trận Láng Le tiêu diệt trên 300 lính Âu Phi, thu nhiều vũ khí và chiến lợi phẩm. Lực lượng vũ trang khu 7 vừa kháng chiến vừa tích cực xây dựng lực lượng, các chi đội tỉnh có biên chế tương đương cấp trung đoàn, lực lượng dân quân du kích không ngừng được củng cố. Tháng 10 năm 1948, Bộ Tư lệnh Nam Bộ được thành lập thay cho Ban Quân sự Nam Bộ. Cơ quan chỉ huy khu 7 đổi tên thành Bộ Tư lệnh khu 7. Phòng tham mưu được chấn chỉnh lần thứ 3, thời kỳ 3, cả về tổ chức và nề nếp hoạt động. Thời gian này, đồng chí Thái Văn Lung làm tham mưu trưởng. Nói về giai đoạn này, Thiếu tướng Võ Minh Như, nguyên Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng quân khu, nhớ lại. Trinh sát, quân báo, ngày càng trưởng thành, nắm chắc được. Như vậy thì Bộ Tham mưu quân khu ngày càng phát triển lên đó, là lực lượng, các lực nhỏ lẻ, có tổ chức, của tham mưu bám sát lý địch và đánh địch nhiều trận tuy nhỏ lẻ thôi nhưng mà rất có tác dụng, ngăn chặn được hoạt động của địch. Cũng trong năm 1948, Bộ Tư lệnh khu 7 quyết định thành lập khu Sài Gòn Chợ Lớn. Năm 1950 đổi tên là Đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn. Phòng tham mưu Đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn được tổ chức theo mô hình Phòng tham mưu khu 7. Hoạt động của cơ quan tham mưu khu 7 và Đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn đã góp phần quan trọng vào quá trình thống nhất và xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng nền nếp, chính quy, góp phần nâng cao chất lượng chiến đấu công tác của lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ trong 5 năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tháng 2 năm 1951, Sứ ủy Nam Bộ chủ trương bố trí lại chiến trường. Trên chiến trường Đông Nam Bộ hình thành hai tổ chức quân sự trực thuộc Bộ Tư lệnh Nam Bộ là phân liên khu miền Đông và đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn. Cơ quan tham mưu của hai tổ chức này được xây dựng và củng cố lại. Phòng tham mưu phân liên khu miền Đông do đồng chí Lê Đức Anh làm tham mưu trưởng,
được tổ chức thành các ban, tác huấn, quân báo, thông tin, cơ yếu, giao thông liên lạc, quân lực, dân quân và văn phòng. Cơ quan tham mưu và cơ quan chính trị của đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn nhập lại thành 3 ban tham chính, bố trí xung quanh thành phố Sài Gòn. Các tỉnh trực thuộc phân liên khu miền Đông cũng củng cố cơ quan tham mưu với quân số khoảng 100 người. Tháng 9 năm 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954. Đối với chiến trường Nam Bộ, Bộ Chính trị chủ trương đẩy mạnh chiến tranh du kích để chia lửa, hỗ trợ chiến trường chính và sẵn sàng đón thời cơ mới. Thời kỳ này, Bộ Tư lệnh Phân liên khu miền Đông đề ra 3 nhiệm vụ chính: giữ vững, đẩy mạnh chiến tranh du kích, củng cố mở rộng căn cứ địa và đẩy mạnh công tác địch ngụy vận chống bắt lính. Tính từ tháng 9 năm 1953 đến tháng 5 1954, các lực lượng vũ trang thuộc phân liên khu miền Đông đã đánh trên 2.000 trận, tiêu diệt và bắt sống gần chục ngàn tên địch, phá hủy hàng trăm tàu chiến, xe cơ giới, thu nhiều vũ khí phương tiện của địch. Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ đã tích cực chia lửa cùng với chiến trường Điện Biên Phủ để làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, sau thất bại thảm hại ở Điện Biên Phủ, chức thế và lực của quân dân ta trên cả nước, thực dân Pháp buộc phải ký hiệp định Geneva lập lại hòa bình ở Đông Dương, công nhận nền độc lập chủ quyền của Việt Nam. 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ngành tham mưu quân khu 7 trải qua đầy đủ 3 thời kỳ hình thành, phát triển và hoàn chỉnh. Sinh ra và chiến đấu trên một chiến trường đầy gian khổ, thử thách, ngành tham mưu quân khu 7 luôn tự lực tự cường, kiên trì bám trụ, hoạt động đúng hướng, góp phần phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, chỉ huy trên các chiến trường. Cuộc hành trình 9 năm ấy, với tất cả những mất mát, hy sinh, những vấp váp và thắng lợi, đã hun đúc trong mỗi cán bộ chiến sĩ ngành tham mưu quân khu 7 những bài học kinh nghiệm, sự từng trải và bản lĩnh nghiệp vụ để họ vững bước vào giai đoạn lịch sử tiếp theo. Hiệp định Geneva ký chưa giáo mực, đế quốc Mỹ trắng trợn phá hoại hiệp định. Đế quốc Mỹ đưa Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng và củng cố chính quyền tay sai với âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của chúng. Sài Gòn trở thành thủ đô của chính quyền tay sai thân Mỹ ở miền Nam Việt Nam, đồng thời là căn cứ quân sự lớn của Mỹ ở Đông Nam Á. Sau khi Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống, chúng thực thi một chế độ thống trị tàn bạo. Để củng cố chính quyền, chúng liên tiếp mở các chiến dịch đánh phá phong trào cách mạng như chiến dịch Trưng Tấn Bửu, ban hành luật 1059 khủng bố những người kháng chiến. Nhiều cán bộ đảng viên của ta bị giết hại tù đày. Sau cao trào đồng khởi, tháng 2 năm 1961, các lực lượng vũ trang miền Nam được thống nhất thành Quân Giải phóng miền Nam, một bộ phận của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chiến trường miền Đông Nam Bộ gồm hai quân khu 7 và quân khu Sài Gòn Gia Định. Phòng tham mưu quân khu 7 lúc này do đồng chí Nguyễn Văn Bứa làm phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng. Phòng tham mưu cũng nhanh chóng xây dựng kế hoạch tác chiến, huấn luyện và đào tạo cán bộ theo yêu cầu của chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân, nâng cao hơn về quy mô sử dụng lực lượng thích hợp với những năm đầu chiến tranh. Đến cuối năm 1961, các ban của Phòng Tham mưu Quân khu 7 đã hình thành được những ban chuyên trách các công việc. Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu, cho biết. Bộ Tham mưu thì thiếu thốn đủ bề về cái cơm áo gạo tiền, về cái thuốc men để trị bệnh, mà còn phải làm những công việc để phục vụ cho cái
Bộ Tư lệnh Vũ Bãi và một phần đóng góp cho cái Bộ Tư lệnh Miền. Cho nên là nó khó khăn trăm bề lắm. Mà lúc bây giờ cán bộ mình đâu có nhiều. Cán bộ mình thời đó là đến Tây nó còn ít cán bộ lắm. Chỉ tập trung về Vũ Bãi này thành lập với Bộ Tham mưu Quân khu. Thì một số cán bộ đã qua cuộc chiến tranh là thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh chống Pháp. Thì cũng gom góp những anh em có năng lực, có khả năng quen biết địa hình để làm công tác tham mưu phục vụ cho Bộ Tư lệnh Vũ Bãi. Sau khi anh Nguyễn Bình đó mà, Trung tướng Nguyễn Bình sau này xin bên sức công an để rồi xây dựng dần cái Bộ Tham mưu. Và cũng Bộ Tham mưu Vũ Bãi cũng trưởng thành từ bước đi chững chạc, gọi là bước đi chập chững ban đầu do thiếu thốn về người, do thiếu thốn về vật chất, thuốc men trị bệnh và do một cái địa bàn rất khắc nghiệt. Trước cuộc đồng khởi của nhân dân miền Nam, Mỹ Ngụy thực thi chiến lược chiến tranh đặc biệt. Cùng với việc tăng quân số, lập các vùng chiến thuật, Mỹ Diệm đặc biệt chú trọng công tác bình định. Đến năm 1962, quốc sách của địch là ấp chiến lược. Quân Ngụy mở hàng loạt các cuộc hành quân càn quét quy mô lớn ở miền Nam. Phòng Tham mưu Quân khu 7 xác định chống phá ấp chiến lược là nhiệm vụ hàng đầu. Hoạt động của các ban hầu hết đều nhằm giải quyết vấn đề trọng tâm này. Đầu năm 1963, Phòng Tham mưu tổ chức hội nghị quân sự toàn quân khu rút kinh nghiệm việc chống phá ấp chiến lược, triển khai rộng rãi việc phá ấp chiến lược trên toàn quân khu dưới nhiều hình thức, phá xã, phá banh cùng với kinh nghiệm, phá ngay từ đầu, tiêu diệt lực lượng càn quét, yểm trợ, vận động quần chúng đấu tranh không vào ấp chiến lược, chống âm mưu lập tề và phòng vệ dân sự trong các ấp. Làm tham mưu chỉ huy cho cái Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và một phần của Ủy Bộ Chỉ huy miền á, thì anh làm tham mưu anh phải nói đến vấn đề xây dựng lực lượng. Thì cho nên ngay bộ làm tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu 7 là mình nâng dần một số lực lượng vũ trang của địa phương lên thành cái lực lượng vũ trang thành phố chủ lực của quân khu, rồi góp phần xây dựng những đơn vị chủ lực cho cái trung ương trên địa bàn của khu 7. Khi mà mình đã có những cái đơn vị chủ lực mà tập trung rồi đó, thì cái hình thức chiến thuật hoặc là cái trình độ tác chiến bộ đội cũng phải nâng lên, phải huấn luyện như thế nào để phù hợp với đánh tập trung hơn. Ví dụ bây giờ tôi nói cái chiến dịch Bình Giả đó là một cái chiến dịch mà thời đó có nhiều đồng chí cũng ở trên miền xuống làm, sau này trở thành cán bộ vua, là xây dựng một cái cách đánh của mình sao cho phù hợp. Mà cũng ở Bình Giả cũng là mình luyện quân để đánh tập trung, từ đánh cấp trung đoàn thì trước đó là gác trung đoàn của sư 9 cũng đã đánh rồi, nhưng mà giờ muốn nâng lên đánh cấp sư đoàn. Sau chiến dịch Bình Giã, Đồng Xoài và các chiến dịch trên khắp chiến trường Nam Bộ, chiến lược chiến tranh đặc biệt của địch hoàn toàn bị phá sản. Năm 1965, Đế quốc Mỹ vội vàng chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ, đưa quân viễn chinh Mỹ và chư hầu vào chiến đấu trực tiếp ở chiến trường miền Nam. Đối tượng tác chiến mới, tính chất ác liệt của chiến trường hơn hẳn thời kỳ chiến tranh đặc biệt, đặt ra cho lực lượng vũ trang miền Nam những khó khăn, thử thách mới. Đầu năm 1966, được sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu, Phòng Tham mưu Quân khu tổ chức hội nghị quân sự toàn quân khu, khẳng định ý chí quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ, bàn và triển khai thực hiện các nhiệm vụ lập vành đai diệt Mỹ, phát động phong trào diệt Mỹ, đánh phủ đầu các đơn vị Mỹ, tiếp tục phá ấp chiến lược. Những trận thắng Mỹ đầu tiên tại An Điền, Đất Quốc, Chiến khu D, Bào Bàng, Bến Cát đã bước đầu khẳng định khả năng và phương thức đánh Mỹ mà Hội nghị quân sự quân khu 7 đề ra. Ngoài việc tiếp tục tham gia phát động phong trào chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân rộng khắp, Phòng Tham mưu Quân khu còn đảm nhiệm một nhiệm vụ nặng nề là bảo vệ căn cứ, tổ chức chống trả các cuộc hành quân lớn và liên tục của Mỹ Ngụy vào các chiến khu đầu não của cách mạng. Năm 1966, để thích ứng với tình hình chiến trường đang phát triển nhanh và ác liệt,
Trung ương Cục miền Nam quyết định thành lập đặc khu rừng sát và quân khu 10. Như vậy, trên chiến trường miền Đông Nam Bộ lúc này có 3 quân khu và 1 đặc khu, có 4 bộ tư lệnh và 4 phòng tham mưu cấp quân khu. Tuy nhiên, đến tháng 10 năm 1967, Trung ương Cục quyết định thành lập khu trọng điểm Sài Gòn để thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa. Trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân 1968, ngành tham mưu quân khu 7 nằm trong đội hình các phân khu có vai trò quan trọng trong công tác chuẩn bị lực lượng và xây dựng kế hoạch tác chiến. Mặc dù cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1968 chưa đi đến thắng lợi cuối cùng, nhưng cùng với quân dân Nam Bộ, ngành tham mưu quân khu 7 đã góp phần làm phá sản chiến lược chiến tranh cục bộ, làm lung lay tận gốc ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ. Bước sang năm 1972, do nhận thấy việc chia lẻ các phân khu không còn thuận lợi cho chỉ đạo, chỉ huy ở chiến trường miền Đông, Bộ Tư lệnh miền quyết định tổ chức lại quân khu 7 và quân khu Sài Gòn Gia Định. Từ tháng 8 đến tháng 11 năm 1972, Bộ Tư lệnh quân khu 7 xây dựng bộ máy chỉ huy, đặt cơ quan thường trực tại Đầm Rây Phông, Campuchia. Cơ quan tham mưu quân khu đổi tên gọi là Cục Tham mưu, do đồng chí Vũ Ba làm phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng. Tuy mới khôi phục lại, nhưng cơ quan tham mưu quân khu 7 và quân khu Sài Gòn Gia Định đã nhanh chóng thích ứng được với nhiệm vụ. Trước khi trở về căn cứ chiến khu D, Cục Tham mưu quân khu 7 đã tổ chức hội nghị tổng kết kinh nghiệm về phương thức chống Bình Định, phổ biến cho các địa phương đẩy mạnh phong trào chiến tranh nhân dân phục vụ cho chiến dịch Nguyễn Huệ. Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên tham mưu trưởng quân khu, cho biết. Phải nói là cái bộ tham mưu quân khu 7 mà hoạt động tốt ấy, là phải dựa vào dân. Cái đó là điều khẳng định như thế. Vì là dân lúc bấy giờ đó là người bao bọc chủ yếu để nuôi dưỡng, thì lúc đó là ta chiến đấu trong lòng địch. Mà đồng thời đó là xa trung ương, mà ta là tự lực cánh sinh là chủ yếu, cánh sinh ai là người tự lực thì cái là nhân dân. Nhân dân đùm bọc và nuôi dưỡng, che chở, và có những người hy sinh là vì tức là quyền lợi của quốc gia. Cho nên là phải nói cái đùm bọc của người dân đối với lại của cách mạng là vô cùng cao cả. Mà bộ tham mưu quân khu 7 sống ở quanh Sài Gòn này mà không dựa vào dân thì không hoạt động được. Mà chính nhờ dân cứu mang cho nên cái thành tích, cái hoạt động trí não, trí tuệ của mình được phát huy từ trong lòng nhân dân. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Theo Hiệp định, đế quốc Mỹ phải rút hết quân đội và quân chư hầu ra khỏi miền Nam. Tuy nhiên, chính quyền Sài Gòn vẫn được Mỹ hà hơi tiếp sức, trắng trợn vi phạm Hiệp định. Chỉ sau một giờ lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân Ngụy phản kích ác liệt, lấn chiếm nhiều vùng giải phóng, thực hiện chương trình Bình Định mới. Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam, quân và dân Nam Bộ kiên cường bám trụ, lần lượt đánh bại các kế hoạch tràn ngập lãnh thổ, lấn chiếm chuyển vùng. Ngày 14 tháng 4 năm 1973, Cục Tham mưu quân khu 7 ra chỉ thị về phương hướng, yêu cầu đối với lực lượng vũ trang quân khu trong tác chiến năm 1973, tập trung vào các nhiệm vụ phối hợp đấu tranh đánh bại các cuộc hành quân, giữ vững vùng giải phóng, xây dựng lực lượng ba thứ quân trong quân khu vững mạnh. Đầu năm 1974, Cục Tham mưu quân khu 7 được giao nhiệm vụ chuẩn bị kế hoạch và lực lượng mở chiến dịch tiến công địch ở đường số 2 Bà Rịa Long Khánh. Lần đầu tiên thực hiện việc chuẩn bị chiến dịch cấp quân khu, Cục Tham mưu đã chứng tỏ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chiến dịch đường số 2 Bà Rịa Long Khánh diễn ra thắng lợi, giải phóng hoàn toàn một khu vực dài hơn 100 km. Tháng 6 năm 1974, Cục Tham mưu quân khu 7 hoàn thành công việc chuẩn bị cho sự ra đời của Sư đoàn 6, sư đoàn đầu tiên của quân khu. Lúc này, Cục Tham mưu quân khu 7 được chuyển thành Bộ Tham mưu quân khu 7. Sự ra đời sư đoàn đầu tiên của quân khu đòi hỏi Bộ Tham mưu
cùng lúc phải hoàn thành tốt việc kết hợp giữa chỉ đạo chỉ huy chiến tranh du kích với tác chiến tập trung quy mô. Bộ Tham mưu Quân khu 7 thực sự chuyển mình sang một thời kỳ mới. Từ cuối năm 1974, thắng lợi liên tiếp của quân và dân toàn miền Nam trên các chiến trường đã đẩy ngụy quân ngụy quyền vào tình trạng tan rã nghiêm trọng. Đầu năm 1975, sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên, đứng trước thời cơ chiến lược, ngày 25 tháng 3 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định giải phóng miền Nam trước mùa mưa. Ngày 29 tháng 3, Trung ương Cục miền Nam hạ quyết tâm chiến lược, động viên toàn đảng, toàn quân, toàn dân tập trung cao nhất mọi sức mạnh tinh thần và lực lượng, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của ba mũi giáp công, ba thứ quân, ba vùng, vùng lên tổng công kích, tổng khởi nghĩa, nhanh chóng đánh sập ngụy quân ngụy quyền, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân với khí thế tiến công quyết liệt, thần tốc, táo bạo và quyết giành toàn thắng. Ngày 26 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu. Năm cánh quân thần tốc tiến về giải phóng Sài Gòn. Ngành tham mưu quân khu 7 tích cực hoạt động trên các hướng. Bộ phận tham mưu thường trực phối hợp với chủ lực ở Biên Hòa và các tỉnh. Bộ phận tham mưu tiền phương giúp sư đoàn 3 quân đoàn 2 giải phóng Bà Rịa Vũng Tàu. Quân báo cung cấp thông tin dẫn đường cho các cánh quân chủ lực của bộ. Toàn lực lượng xúc ra mặt trận, vừa trực tiếp chiến đấu, vừa chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương đánh chiếm những mục tiêu quan trọng, hỗ trợ cho quân chủ lực. 11 giờ 30 phút, cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc thắng lợi, đưa dân tộc Việt Nam bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong suốt chặng đường 21 năm kháng chiến chống Mỹ, các thế hệ cán bộ chiến sĩ ngành tham mưu quân khu 7 đã vượt qua muôn ngàn gian khổ, hy sinh, tận trung với nước, tận hiếu với dân, lập nên những chiến công chói lọi, tô thắm truyền thống đất và người, miền Đông gian lao mà anh dũng.